8. Cơ vận sẽ chậm lại, dân sẽ đói rã. Đừng chiến đấu với kẻ liều, có nghĩa là NATO và đồng minh sẽ không có chiến đấu với kẻ liều, mà dùng cách để cho nó đói rồi nó rã rời rồi tự nó đầu hàng. Đó là hiện giờ thế giới cơ vận đang đi vậy, gọi mới gọi là sàng lọc. Chứ không mà trong tương lai khi mà nước Tàu bắt đầu chiến tranh thì quý vị cũng sẽ như vậy. Trung Cộng sau này sẽ cũng sẽ trở lại trật tự, hòa đồng lại với thế giới với một cái hình thức khác, nó không phải hình thức bây giờ. 2019 khi mà con dịch Vũ Hán á, mà nó lan tràn ra thế giới tới ngày hôm nay gần 50-60 triệu người chết. Và như ta 500-700 triệu người bị dính Covid thì là do con người cứ nghĩ là mình tính toán, nhưng mà cuối cùng người nào á, là làm á, thì lãnh cái nghiệp đó. Thì Trung Cộng hôm nay đã lãnh được cái nghiệp rất là thê thảm. Nếu đi ngược lại, họ sẽ không bao giờ đi đổi một cái nước đang phát triển cường thịnh mà hôm nay trở thành cũng gần như là trở lại số 0 trở lại. Còn ngược lại bên Nga cũng vậy, Putin nếu mà biết mình đánh thua thì sẽ không bao giờ đánh. Nó đâu có lâu, cách đây chừng 3 tháng, chỉ có 3 tháng thôi, một nước gọi là cường quốc hôm nay sẽ mai mốt sẽ thành tiểu quốc. Những người mà có trí thức cao hay những nhà lãnh đạo cao làm ơn nghiên cứu về tâm linh, có thằng kiệt nẻ nó nhảm hay nó giúp mình, đừng ghét nó, tội nghiệp nó. Nó là cái mối hàng, nó là cái phi đạo lót thảm nhung để cho mấy đại ca đáp an toàn, chứ nó không có biết giận biết hờn ai, cũng không có phải là phản động nha quý vị. Cái này mình phản biện, mình nói thiên cơ để mình giúp được những người chư thiên đi xuống đây làm nhiệm vụ mà lạc đường quên lối thôi. A Di Đà Phật. Có rất là nhiều bạn bè, fan nhắn tin nói sao lâu quá thì không lên đây, thì bà nói chuyện về cơ vận. Thì cơ vận mình nói thì mình phải chờ nó xảy ra. Thì bữa kia nó nghe sẽ thua, thì hôm nay mình thấy nghe nó cũng xiển miễn rồi cũng thua, thì bắt đầu nói tiếp. Chứ không là phải nói liên tục như kiểu mà tin tức hàng ngày đâu quý vị. Thì chỉ khuyên là những người nào chưa hiểu về tâm linh, chưa hiểu về cha mẹ đó, thì làm ơn nghiên cứu. Cái đó là chính trong cuộc đời của mình, và đó là điểm chính trong lúc này để mình được ngồi lên thiền bát nhã. Tức nghĩa là bây giờ tất cả thế giới đang lặn hụp 7-8 tỷ người, thì chiếc thiền bát nhã là cha với mẹ, là cái dấu hiệu này. Chứ không phải mà trong sấm cơ, trong kinh nói thiền bát nhã là có chiếc thiền tổ bố như kiểu ông Noah nghe, không phải nghe. Thiền bát nhã là cái này, là cái dấu này, là chiếc thiền bát nhã. Quay về hướng đông bắc, mình lại mình xin cha xin mẹ, tự mình đặt tên. Tôi là thiên gì ta, tôi là thiên bát trọng, hay là tôi thiên bát chính hay bát gì đó, cứ đặt thiên lên thì là được ghi tên rồi á. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cũng sẽ qua đi từ ngày đó. Đó là mấy vị trên nói như vậy, cho nên mới cho một cái đạo Thiên Tâm ra đời. Đạo Thiên Tâm ra đời từ năm 1979 chứ không phải là mới đây nha, rất là lâu rồi. Thời đó đó Trung Cộng á, tấn công vô miền Bắc nước Việt,
tấn công vô miền Bắc nước Việt. Thì trên trời á, mấy chư vị á, mấy thương này, mới thương thì mới cho tất cả, mới mách báo cho tất cả những người mà tù thời đó đó mang mang cái dấu hiệu, mang cái dấu mà mang dấu hiệu thiên tâm này bằng cây hay là bằng mũ gì cũng được. Cho đến năm 2017 á, mới chính thức ra đời. Thì nó đã có năm 79, thì lúc đó Kiều khoảng mười mấy tuổi, Kiều cũng đâu biết gì đâu, chứ không phải là mới đây nha. Bông sen cũng đẹp lắm.